À, kính chào quý khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV. Chúng tôi là Phan Văn Tánh. Hôm nay chúng tôi lên đây với bác sĩ Nguyễn Cát Tường để có dịp để hội kiến lại với quý vị cũng như có đôi lời để chúc vào những cái ngày lễ. Xin mời bác sĩ Nguyễn Cát Tường có đôi lời với khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV. Cảm ơn ông hội trưởng Phan Văn Tánh. Khi thì kính chào quý khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV. Tôi là Dr. Nguyễn Cát Tường, chuyên ngành tâm lý trị liệu và là cố vấn cho hội yểm trợ sức khỏe tâm thần người Việt quận Cam. Hân hạnh được trở lại với quý vị sau một tháng và nhất là trong cái mùa lễ Tết này thì chúng tôi cũng xin tiếp lời với lại ông hội trưởng là hy vọng mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp cho cộng đồng của chúng ta và nhất là cho những người đang có tâm bệnh và những người thân đang chăm nom cho những người có tâm bệnh ở trong cộng đồng của người Việt chúng ta quận Cam này. Kính thưa quý vị, hôm nay anh em chúng tôi qua những cái buổi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của những người thân, của những người có tâm bệnh cho cộng đồng của chúng ta mà chúng tôi đã trong những năm tháng qua, trong những ngày thứ bảy bà con đã hy sinh bỏ giờ để tới gặp nhau để chia sẻ thì tôi rất là cảm động và rất là học hỏi được rất nhiều từ những sự chia sẻ của các người thân có người trong gia đình có tâm bệnh thì chúng tôi rút ra được một cái bài học là đa số tất cả những người tham dự viên đến học hỏi và chia sẻ với nhau đều nói lên cái sự bất an trong gia đình của họ. Bất an trong những người không những riêng những người thân có tâm bệnh mà cho cả những người chăm sóc cho những người tâm bệnh. Và cái điều đó thì tôi không biết ông hội trưởng có thấy được như vậy không ạ? Dạ vâng, tôi cũng rất là đồng ý với bác sĩ Tường là tôi cũng rất là may mắn để được các bác Thái và bác Trơn cho chúng tôi có cơ hội để làm việc chung với hội để gặp tất cả những gia đình có những con em đang phải phấn đấu với cái bệnh tâm thần. Thì như bác sĩ Tường nói đó thì đa số chúng ta ai cũng có một cái sự bất bình bình an ha bác sĩ. Dạ, bình an, tôi ở chung Bình 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 an, an, đúng rồi. mình thực sự mình muốn rất là muốn bình an. Những cái tin tức gần đây về các vụ mà bắn giết thì nó làm cho người ta rất là xao động. Do đó cái vấn đề chúng tôi nghĩ đó, cái bình an là một cái điều rất là quý báu. Dù không có chiến tranh đi nữa mà trong gia đình của mình mà có sự bình an thì tôi thấy rằng các con mình nó cũng sự được bình an, các cháu mình cũng sự được bình an, và ngay cả các anh chị em của mình, nếu tôi nghĩ nếu mà chúng ta dùng cái chữ bình an mà làm như một cái liều thuốc hoặc là một cái gì đó để nó lây truyền một cách tốt thì tôi nghĩ cái chuyện đó rất rất là có lẽ là hy vọng là thế giới này không có chiến tranh hả bác sĩ. Bây giờ cái chữ an mà trong tiếng Anh thì nó dùng cái chữ peace. Peace là giống như một cái sự hòa bình mà là một cái sự an tâm. Thì dĩ nhiên cái này là về chuyên ngành của bác sĩ Tường, thì bác sĩ Tường bây giờ cho quý thính giả một vài cái góp ý như thế nào để làm sao mình có được những cái bình an trong những cái ngày vừa lễ lộc như thế này, hoặc bác sĩ có những cái chữ nào mà bác sĩ ghép được để mà dẫn dẫn dắt thêm cho bà con mình hiểu biết thêm cái chữ chữ an là cái gì. Dạ, cảm ơn ông hội trưởng. Dạ, thưa quý vị, khi mà nói đến vấn đề, tôi nói đến cái vấn đề gọi là bất an cho những người có tâm bệnh cũng như là cho những người chăm sóc cho những người có tâm bệnh thì thật sự mà nói thì để mà chống lại cái sự bất an thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải hiểu và làm sao dùng cái chữ an là đầu tiên để luôn luôn nhắc nhở chúng ta đó là cái mục tiêu làm sao chúng ta đạt được cái an trong cuộc sống của chúng ta. Thì tôi có những cụm từ mà gọi chúng tôi nói là danh từ kép đi hai chữ đi với nhau. Vì thế nên tôi nghĩ rằng là trong những buổi sinh hoạt, những buổi học hỏi thì các tham dự viên đều tôi nghĩ đều không ít thì nhiều đều nói lên được những cái khắc khoải, những cái mong ước
mà chúng tôi nghĩ rằng là cái sự an sinh bắt đầu bằng chữ an, tất cả đều bắt đầu bằng chữ an. Yeah, không vâng. Thì tôi nghĩ là bà con chúng ta không ít thì nhiều hiểu được cái giá trị chân thật của sự sống của mỗi người, bất kể tuổi tác, bất kể thân phận, bất kể màu da chủng tộc, cái sự sống đó là một sự sống chân thật của một tình yêu cao cả, có tình người giữa cha mẹ mới được tạo nên cho một cái cơ thể, cho một em bé, và trong đó có một sự sống. Cũng như chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nấu cơm thì chúng ta có những tất cả những cái gia liệu, chẳng hạn như là gạo, là nước, là củi, là này nọ tất cả, nhưng chúng ta định nghĩa chữ cơm làm sao? Đúng rồi. Đó, thế tôi quan niệm là cái chữ sinh trong chữ an sinh á, mà bà con của chúng ta trong lớp học á, chúng ta chia sẻ nhau, tôi là ai cũng đều mong muốn đi kiếm cái cách để mà phát triển, duy trì và làm tốt đẹp hơn cái sự sống chân thật trong mỗi một con người. Vì thế cho nên nó tạo nên những dao động. Nhưng khi chúng ta nghĩ đến chữ an sinh á, mà chúng ta gọi là trân quý được cái sự sống của mỗi một người, thì chúng ta sẽ không có phân biệt. Chúng ta sẽ cùng giúp nhau để mà phát triển cái sự sống tốt đẹp đó trong mỗi một cá nhân của con người. Vâng, tôi cũng rất là đồng ý quý vị với bác sĩ Tường là cái đời sống mình ở đây đó, quý vị thấy mình nhiều lúc mình rất là bận rộn, rồi nhiều khi mình không để ý tới cái bản thân mình đó bác sĩ, thấy không? Do đó cái sự an sinh mà bác sĩ nói là trước hết, theo tôi nghĩ trước hết mình nên nghĩ tới cái phần của mình trước, bởi vì nếu mình có cái sự có cái an sinh tốt cho cái cơ thể của mình thì như vậy những người lân cận mình, như là người phối ngẫu mình, vợ mình, chồng của mình, rồi thì con cái mình cũng thế, mình sẽ để ý tới họ nhiều hơn. Thì thực sự nếu mà quý vị thấy, nếu mà con mình có thông minh đi nữa đó, mà cái sự an sinh không có thì các cháu mình nó sẽ không học hành được. Và nếu các con các cháu đã học hành xong rồi đi làm ra ngoài đời, tiếp xúc ở ngoài mà vẫn bị gọi là bất an trong người, thì như vậy tôi thấy cái đời sống như vậy nó không có được hạnh phúc. Dạ. Thì ông hội trưởng nói rất là hay ở cái chỗ cái điểm rằng trong bà con khi mà trao đổi với nhau, chúng ta rút ra được những cái bài học về làm sao để mà phát triển cái sự sống chân thật, tức là vấn đề an sinh của mọi thành viên trong gia đình đó. Thì chẳng hạn như là bà con có nói đến cái vấn đề, chẳng hạn như là khi mà con tôi không chịu uống thuốc, mà mình biết được là có tâm bệnh như vậy mà không chịu uống thuốc, mà gọi là cứ đòi muốn tự hủy cái sự sống của mình, đòi muốn gọi là ném đồ ném đạc, làm có thể làm hại cho những người xung quanh, cho những người trong gia đình. Thì lúc đó chúng ta cần làm sao? Bởi vì khi đó chúng ta thấy rằng là các bà con đã chia sẻ với nhau về cái sự an toàn của người thân của mình, cái sự toàn vẹn của sự sống nói chung của người thân của mình có tâm bệnh, của những người mà đang giúp cho người thân của mình. Vì thế nên chúng ta trong quá khứ chúng ta đã thấy rõ ràng chúng ta trong trường hợp đó chúng ta cần phải bảo vệ bằng cách đưa người thân của chúng ta vào nhà thương. Nhưng mà trước khi chúng ta đưa vào nhà thương, chúng ta cũng cần phải làm sao để cho không có những điều đáng tiếc xảy ra giữa người thân của mình và những cơ quan công quyền đó đến để giúp cho những người thân của chúng ta vô trong nhà thương. Cái đó là một cái vấn đề chúng ta cần để ý. Cái vấn đề đó rất là quan trọng bác sĩ. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau những phần thông tin cho các cơ quan đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại trong vài phút.